Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng máy đục hơi sử dụng điện của thương hiệu Makita. Và mã sản phẩm là HM0810TA ha. Đây, mã sản phẩm thì mình có để sẵn phần hộp ra bên ngoài rồi để review cho các anh chị và các bạn, đỡ tốn thời gian của các anh chị và các bạn hơn ha. Rồi tiếp tục thì mình sẽ đi tới phần máy ha. Thì đầu tiên thì đây là cái bộ phận hộp của máy nha anh chị. Này thấy thì đây hộp nhựa ha. Hộp nhựa rất là đẹp. Và có mã sản phẩm ở hai bên hết ha. Đây, mã sản phẩm và tem thông số kỹ thuật thì đầy đủ ha. Rồi, tiếp theo đó thì bây giờ mình sẽ khui hộp từ bên trong. Đi kèm với máy thì bao gồm những gì hết. Rồi, đây như anh chị đã thấy thì đầu tiên đi kèm với máy thì hãng cho chúng ta đây là một cái mũi đục ha. Một cái mũi đục. Đó, một cái mũi đục ở bên trong này ha. Rồi, tiếp theo đó thì catalog, sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành chính hãng của Makita trên toàn quốc trong vòng 6 tháng ha. Tiếp theo nữa là nhân vật chính của chúng ta. Đây, con máy đục này thì gắn lục giác được nha các anh chị ha. Gắn lục giác được. Với dây nguồn như anh chị đã thấy thì rất là dài ha, nó dài khoảng 6-7 mét luôn á đó. Và dây hai chấu ha, sử dụng điện 220. Có bộ phận tem chống hàng giả 7 màu đây ha các anh chị ha. Này, bộ phận tem chống hàng giả 7 màu. Và phần đầu thì được ốp cao su ha. Đây, bộ phận này thì được ốp cao su ha. Ốp cao su đó, để cầm nắm không bị sờ trên trượt ha. Còn đây là cái bộ phận gắn lục giác đây ha. Đó, gắn được mũi lục giác nè. Đây, gắn được mũi lục giác. Đó. Rồi, tiếp tục. Phía dưới phần thân là cái bộ phận này là bộ phận động cơ ha. Thì được làm bằng nhựa, có logo logo Makita đây ha, đẹp nổi luôn, rất là đẹp. Rất là bền luôn. Phía dưới thì là bằng thạch kim. Đó. Bên cạnh đó thì đây là cái bộ phận tản nhiệt ha, tản nhiệt của máy luôn. Nằm ở phía dưới phần thân máy. Rồi phần tem thông số kỹ thuật đây nằm ở phía trong phần máy thì sử dụng nguồn 220 đây các anh chị ha. Và công suất nó đạt tới là 900W ha. Công suất đạt tới 900W với tốc độ thì của nó là 29.000 trên phút ha. 2.900 vòng trên phút đây đó, 2.900 vòng trên phút. Rồi mã sản phẩm HM0810TA. Đó, máy rất là xịn. Đây là cái bộ phận tay cầm đấy ha. Phần tay cầm. Phần tay cầm này thì có công tắc bóp rất là nhạy luôn. Đó, công tắc bóp rất là nhạy. Cầm này thì cầm dạng súng ha các anh chị ha. Rồi. Phía trên này thì như các anh chị đã thấy thì đây là cái bộ phận mà được làm bằng hộp kim nhôm. Nên nó chống va đập và chống chịu rất là tốt và chịu nhiệt rất là tốt ha. Đó. Tay cầm phụ đây rất là chắc chắn luôn. Đó, máy mẫu mã rất là đẹp. Con này thì rất là được thông dụng ha, rất là được thông dụng trên thị trường luôn. Và mình cũng vừa review sơ cho các anh chị và các bạn xem về cái mẫu mà máy đục bê tông mà gắn lục giác của thương hiệu Makita. Thì nếu các bạn có thắc mắc hoặc muốn tư vấn thêm về cái dòng sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại hoặc truy cập đường link website dưới phần video ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.